Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn đến với Phật sự công đức tháng 11 năm Canh Tý của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Phật sự công đức tháng 11 năm Canh Tý gồm những nội dung chính sau đây. 57 giới tử chú Ba Vàng thọ giới tại đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 11 năm 2020. Sư Phụ chia sẻ Phật Pháp với Đoàn Học viện Tài chính. Công ty Havico. Công ty cổ phần quảng cáo và hỗ trợ thương mại Vinesat. Trung tâm nâng cao năng lực cho người khuyết tật trở về Vân An và dâng hoa cúng dường Sư Phụ. Hoạt động độ sinh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng chùa Ba Vàng. Phật Pháp Sương Minh do Tăng Già Hoàng Hóa, Thiền Môn Hưng Thịnh do Đản Việt Tín Tâm. Quý vị thân mến, giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hàng năm nhằm mục đích tiếp dẫn hàng hậu lai thọ nhận giới pháp của Phật để làm nền tảng cho các giới tử tu hành cầu trí tuệ giải thoát, tự lợi và lợi tha. Năm nay, Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 11 đã được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, chùa Trình, thành phố Uông Bí. Lễ khai mạc Đại giới đàn đã được trang trọng tổ chức dưới sự chứng dự của Hội đồng Giới sư, Chư Tôn Giáo phẩm, Quý thầy Nghiệp sư. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Dũng làm Hòa thượng đàn đầu. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Yết Ma A Xá Lê. Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Giáo thọ A Xá Lê. Cùng các vị tôn chứng sư là Hòa thượng Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Ban tổ chức cung thỉnh Hội đồng Thập Sư Ni do Ni trưởng Thích Đàm Bản, Phó Ban Trị sự, kiêm trưởng phân ban Ni giới tỉnh Hà Nam làm Hòa thượng đàn đầu. Bên cạnh đó, tham dự giới đàn có ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Đăng Kiên, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Được biết, giới đàn có 304 giới tử đăng danh đã vượt qua kỳ sát hạch tuyển chọn và chính thức được trao quyền giới châu. Trong đó, chú Ba Vàng có 57 giới tử, gồm 13 giới tử cầu giới tỳ kheo, 7 giới tử cầu giới tỳ kheo ni, 19 giới tử cầu giới sa di và 18 giới tử cầu giới sa di ni. Nhân dịp này, trên tinh thần ủng hộ Phật Pháp, hộ độ chư tăng tu hành, được sự đồng ý của Sư Phụ, sự hứa khả của Ban tổ chức Đại giới đàn, Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng đã thành kính chuẩn bị vật thực dâng lên cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Đại giới đàn để được thực hành lời Phật dạy, làm tròn bổn phận của người tại gia cũng như gieo trồng nhân lành cho hiện tại và vị lai được hạnh phúc và an vui. Quý vị thân mến, nhà bác học Albert Einstein từng nói, nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, nếu chúng ta áp dụng Phật Pháp, thì sẽ sáng rõ được rất nhiều vấn đề và được lợi ích rất to lớn. Với mong muốn được tiếp cận nguồn ánh sáng Phật Pháp, đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính, Công ty Cổ phần Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Havico, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hỗ trợ Thương mại Vinesat đã xin thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ Phật Pháp và được Sư Phụ nhận lời đến với đoàn một thời pháp ý nghĩa. Sau khi tham quan chùa và tham gia khóa lễ cầu an, đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính đã đến với buổi chia sẻ Phật Pháp từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Lắng nghe Sư Phụ chia sẻ về trí tuệ trong Đạo Phật, mối liên hệ giữa Đạo Phật và giáo dục, cũng như lợi ích khi vun bồi tâm tri ân với những người thầy cô giáo, cả đoàn rất hoan hỷ và cảm kích tri ân Sư Phụ. Trong tháng 11 năm Canh Tý, Công ty Cổ phần Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Havico đã có 2 ngày ý nghĩa tại Chùa Ba Vàng. Với nhiều hoạt động như tham dự lễ hàng thuận, khóa lễ cầu bình an, tham dự thời khóa sám hối, tham gia lao tác tại vườn rau xanh và đỉnh núi Bồ Đề. Đặc biệt, đoàn còn được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ Phật Pháp, chủ đề Cuộc đời, tội phúc và khổ vui. Xuyên suốt bài giảng, Sư Phụ đã phân tích về sự vận hành của luật nhân quả và hướng dẫn đoàn gieo những lời nói, việc làm, ý nghĩ để được an vui, hạnh phúc cũng như tránh gieo những nhân đưa đến quả báo xấu.
Tuy thời gian 2 ngày không dài, nhưng những trải nghiệm tại chùa dường như đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng các cán bộ, công nhân viên và học viên của trung tâm. Cuối tháng 11, thể theo lời thỉnh cầu của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hỗ trợ Thương mại Vinasat Hà Nội, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã về tại trụ sở công ty để tác lễ tụng kinh, cầu nguyện phước lành bình an cho toàn bộ công nhân viên của công ty, đồng thời hồi hướng phước báu cầu siêu cho các vong linh tại địa của công ty. Nhân đây, Sư phụ đến với đoàn một thời chia sẻ Phật Pháp để mọi người có thêm kiến thức, hiểu biết về thế giới tâm linh. Quý vị thân mến, trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh là hạnh nguyện cao cả của người xuất gia, tu sĩ Phật giáo. Trong tháng 11 năm Canh Tý, thể theo lời thỉnh cầu của các gia đình Phật tử, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng đã có một số hoạt động độ sinh về tại các gia đình để tác lễ duyên sự theo nghi thức Phật giáo, giúp Phật tử và thân quyến được kết duyên Phật Pháp. Để gia đình Phật tử được thực hành hiếu hạnh với người quá vãng, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng đã về tại tỉnh Hưng Yên tác lễ 49 ngày cho vong linh thân nhân trong gia đình Phật tử. Thực hành theo lời Phật dạy, với tấm lòng thương tưởng và mong muốn báo đáp ân tình với người đã mất, gia đình tín chủ đã phát tâm xuất bát cúng dường Sư phụ cùng Chư Tăng để hồi hướng, cầu nguyện cho hương linh sớm được siêu thoát. Bên cạnh đó, trong tháng 11 năm Canh Tý, dù thời tiết trở lạnh hơn, nhưng Chư Tăng Chùa Ba Vàng vâng lời Sư phụ, không quản đường xa, đã về tại các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh để tác lễ tang sự, lễ về nhà mới, lễ giải miếu thờ và an vị lô hương thờ Phật theo nghi thức Phật giáo, giúp cho Phật tử và gia quyến được nhiều lợi ích, các sự được hanh thông và tốt đẹp. Kính thưa quý vị, sau lần đầu tiên về Chùa Ba Vàng tham quan và lắng nghe Sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ Phật Pháp vào tháng 10 năm Canh Tý, với tâm lòng kính yêu Sư phụ, đến tháng 11, Trung tâm Nâng cao Năng lực Sống cho Người Khuyết tật Nghị lực Sống, gọi tắt là Trung tâm Nghị lực Sống, đã tiếp tục có chuyến về thăm Sư phụ và kính dâng những đóa hoa thơm tượng trưng cho tấm lòng mình lên Sư phụ. Dù trải qua một chặng đường dài từ Hà Nội về chùa, di chuyển khó khăn, nhưng cả đoàn Trung tâm Nghị lực Sống rất hoan hỷ về chùa đúng ngày tu học thường kỳ của chùa. Các thành viên chăm chú lắng nghe Sư phụ giảng Pháp. Nhân dịp này, đoàn đã dâng lãng hoa thơm cúng dường Sư phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình. Đây là nhân duyên thù thắng, sẽ trổ quả tốt lành cho các bạn được hưởng trong vị lai. Đón nhận tấm lòng của đoàn, Sư phụ chia sẻ. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cũng rất là yêu quý các con và muốn bù đắp cho các con được tất cả những cái gì có thể nhất để cho các con bớt đi cái phần thiệt thòi. Thì Sư phụ về phần thân thì Sư phụ không thể làm gì được cho các con. Nhưng Sư phụ nghĩ rằng về phần tâm, Sư phụ và đại chúng đây có thể bù đắp cho các con được nhé. Và Sư phụ muốn là đem Phật Pháp đến cho các con, sẽ làm cho con thật là giàu trong tâm hồn nhé. Tâm hồn mình thật là giàu yêu thương, giàu trí tuệ. Xin đại chúng một tràng pháo tay nữa để chúc cho các bạn trong Trung tâm Nghị lực Sống. Xúc động trước tình cảm của Sư phụ, các thành viên trong đoàn đã gửi lời tri ân tới Sư phụ, mong rằng với tấm lòng kính Phật, kính Pháp, kính Tăng đó, các bạn sẽ gặt được nhiều hạnh phúc trong hiện tại và vị lai. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử và các bạn, bên cạnh những hoạt động trên, trong tháng 11 âm lịch vừa qua, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng đã có một số hoạt động Phật sự đáng chú ý như sau. Chư Tăng tiếp đón Ban Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang về thăm Chùa Ba Vàng. Sư phụ cùng Chư Tăng chứng minh và tác lễ hằng thuận cho các gia đình Phật tử. Trong ngày tu bát quan trai mùng 8 tháng 11 năm Canh Tý, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi quang lâm chính điện, trách giảng bài kinh, bốn thứ khó có được ở đời, giúp các Phật tử đang sống tại gia thấy rõ hơn về lợi ích của Phật Pháp. Đó là Phật Pháp rất thiết thực, không xa vời, không viển vông, là ngọn đèn sáng dẫn lối cho các Phật tử thành tựu những mong cầu khó có được ở đời. Sau đó, Sư phụ đã trả lời các câu hỏi, ý nghĩa trò chơi ma lon, cách kiềm chế cơn nóng giận, giải nghi tập tục cắt tình duyên cho trẻ sinh đôi một trai một gái, tiếp tục lộ trình giảng trạch kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trong hai ngày tu học thường kỳ 14 và 30 tháng 10 âm lịch, Sư phụ đã giảng giải câu 204, chủ đề học từ mặt trăng, và câu 205, chủ đề học từ mặt trời, để đại chúng trau dồi thêm những đức tính cần thiết trên bước đường cầu giải thoát. Bên cạnh đó, Sư phụ cũng từ bi trả lời một số câu hỏi như tu như thế nào để chết không đọa địa ngục ngã quỷ, phải làm sao khi gặp ma, ăn chay có được ăn trứng và hành tỏi không, để giải đáp thắc mắc và tăng thêm tri kiến về đời sống cũng như tu tập cho đại chúng.
Chư tăng Phật tử chùa Hoàng Pháp thăm chùa Ba Vàng. Đoàn bộ tài chính đặt bia đá trồng cây lưu niệm. Giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Hoan, trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông về chùa Ba Vàng tìm hiểu Phật pháp, lễ Phật và cầu bình an. Kính thưa quý vị, Phật sự công đức tháng 11 năm Canh Tý của sư phụ Thích Trúc Thái Minh xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thông tin cũng như ý kiến đóng góp xin vui lòng truy cập fanpage Thầy Thích Trúc Thái Minh hoặc gửi về hòm thư chùa Ba Vàng a@gmail.com. Kính chúc chư tôn đức phúc trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành. Chúc quý Phật tử và các bạn vô lượng an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Còn bây giờ, hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.